Trận khai mạc V-League năm 2023-24 giữa Viettel và Sông Lam Nghệ An đã diễn ra tại sân Vinh của Sông Lam Nghệ An lúc 17 giờ ngày 22 tháng 10 và mở màn cho một giải mới của giải đấu bóng đá hàng đầu Việt Nam. Trận đấu đã diễn ra cực kỳ mãn nhãn và đầy kịch tính. Đội khách Viettel đã nhanh chóng mở tỷ số ở phút thứ 8 thông qua bàn thắng của Đức Chiến. Tuy nhiên, chỉ sau 7 phút, Sông Lam Nghệ An đã có bàn gỡ hòa nhờ công của Trần Mạnh Quỳnh. Với sự cân đối trong lối chơi, cả hai đội đã thi đấu hết mình trong phần lớn thời gian còn lại của trận đấu, tuy không có thêm bàn thắng nào được ghi. Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Kết quả này được coi là tích cực đối với cả hai đội trong ngày ra quân, khi mỗi đội đã giữ được điểm một cách xứng đáng. Đặc biệt, huấn luyện viên Chu Xie của Viettel đã được tặng một món quà lớn ở trận đấu này với việc ba cầu thủ trẻ Nguyễn Thanh Bình, Phan Tuấn Tài và Trương Tiến Anh cùng với Nhâm Mạnh Dũng đã được ra sân chính và thi đấu suốt 90 phút. Việc ra sân của các cầu thủ trẻ này thể hiện mục tiêu của Viettel trong việc đào tạo và phát triển các tài năng trẻ để phục vụ cả câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia. Đây cũng phù hợp với chính sách trẻ hóa đội tuyển quốc gia do huấn luyện viên Chu Xie đang thực hiện. Ngoài ra, câu lạc bộ Viettel đã cam kết đóng góp ít nhất 30% số lượng cầu thủ tới các đội tuyển quốc gia trong tương lai. Sự trẻ hóa này thể hiện mục tiêu của Viettel trong việc đào tạo và phát triển các tài năng trẻ để phục vụ cả câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia. Hiện Viettel cũng đang trẻ hóa đội chuyên nghiệp, dù họ không thiếu tiềm lực để chạy đua nhân sự với các đối thủ máu mặt ở giải đấu như Công An Hà Nội, Hà Nội FC. Sự trẻ hóa của câu lạc bộ Viettel giờ đây đang trùng khớp với chính sách trẻ hóa đội tuyển quốc gia của huấn luyện viên Chu Xie. Đây là bước quan trọng trong việc xây dựng và phát triển tài năng bóng đá tại Việt Nam.